Hey, Dô, xin chào mọi người, là ta đây. Thì hiện tại là mình đã về tới nhà nhá. Thì mình rất là kiểu là chia buồn cho anh shipper là lúc 2 giờ mình đang đi học thì mình đã nhận được hàng rồi. Thì đây đây cái tấm ảnh này là mình không nhận được nhá, mà là một bạn đã tặng cho mình. Và còn cái này, cái sản phẩm của mình chính là cái lót chuột. À, nó tính ra cái này lót vừa với cái bàn mình luôn đó chứ. À, ok, bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lắp. Chưa muốn lắp gì từ từ kẹp vô vô chân. Giờ mà rớt điện thoại ra mình ngồi mình khóc luôn đó. Đâu ta, cái gạch đây, đây. Thì cái này hơi hơi bất tiện mọi người ạ. Mình chỉ có hai chân là kẹp cái này thôi, còn hai tay. Đây rồi thì tắt cơ bản thôi. Cái này nhìn cũng vui hết phép chứ. Thì không biết là đã có bao nhiêu người được nhận rồi nhỉ? Mình thì mình nghĩ là cũng có khá khá nhiều người đó. Thì mọi người sẽ thắc mắc tại sao mình không quay ngang, bởi vì mình quay ngang nó sẽ bất tiện hơn và mình không có ai phụ mình quay ba cái này hết. À, cái này là gắn chặt vô hay là gắn chỉ cần gắn vào thôi ta? Mình nghĩ nó sẽ gắn chặt vô chứ. Ngoài cái này phải gắn cái chặt vô này. Và cái này là của con đâu rồi? Con Kiana với con Mây này. Để ý là tứ chứ không hư hư bất hàng. Khổ, cái này mình được tặng mà phải trân trọng chứ. Đấy, ba cái xong rồi, cái thứ tư. À, cái thứ tư là cái viền đó. Tuyệt vời luôn. Làm cái này rất là đơn giản và công phu nha, nhìn rất là đơn giản nhưng mà rồi cũng đồ 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 cũng rất là công phu. Nó rất là đẹp. À, hiện tại thì mình lắp từng cái vô. Thế là cuối cùng thì mình cũng có thứ gì đó để trang trí đó là cái phòng học rồi. Thì Honkai nó sẽ còn ra nhiều event này nữa nên mọi người đừng có nản nhé. Cứ tiếp tục và kiểu chơi đi. Chúng ta cứ chơi Honkai thôi. Đấy, rồi. Đúng kiểu chất lượng hình ảnh mà tôi thích luôn. Đâu rồi. Cái này màu trong suốt nên là. Thì cái này không phải là cái lót chuột mà đây là cái lót bàn phím luôn nha mọi người. Rất là tiếc luôn, rất là tiếc là mình chỉ được cái này thôi. Còn nhưng mà may mắn ở cái chỗ là thằng bạn mình nó được cái hai cái standee, là hai cái acrylic này này, nó tặng cho mình. Đó, nên là mình cảm ơn đó. Còn nếu mà mọi người muốn biết tên cái người mà đã tặng cho mình cái phần thưởng là lót chuột này á, thì mình em ấy tên là Đức Đức Minh nha. Ở thành sống ở thành phố Hà Nội thì mình qua thông qua cái clip này thì mình muốn cảm ơn em đó luôn. Và em đó là kiểu hồi xưa thì mình có cái kiểu là đi cày thuê con cái ấy. Cái là em nó cũng tặng mình. Ok. À, còn cái nữa, còn một cái còn cái miếng rồi. Còn cái miếng của tôi rồi. Clip thông báo đập hộp, đập những cái hộp mà hàng hóa như thế này. Đấy, những cái hàng như thế này của mình tới đây là kết thúc nhé. Thì mình xin chúc là những người mà nhận được quà thì sẽ sớm được nhận được quà nhé. Thì thôi, clip mình xin tạm dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong các clip mình sau. Bye.